Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Sau vụ ám sát hụt tại sân golf vào ngày 15 tháng 9 ở bang Florida, các cơ quan an ninh Mỹ đã ngay lập tức thắt chặt các biện pháp bảo vệ quanh khu vực này. Để đảm bảo an toàn tối đa, lực lượng an ninh đã tăng cường kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt. Hình ảnh ghi nhận cho thấy cảnh sát và các đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ bảo vệ khu vực xung quanh câu lạc bộ gôn của ông Trump ở West Palm Beach, Florida sau một vụ ám sát hụt nhằm vào ông Donald Trump. Tại hiện trường, một đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ đã phát hiện nghi phạm đang cố gắng vượt qua hàng rào bảo vệ và nhắm khẩu súng kiểu AK về phía sân gôn, nơi ông Trump đang có mặt. Ngay lập tức, đặc vụ này đã bắn liên tục nhiều phát để ngăn chặn hành động của nghi phạm. Sự can thiệp kịp thời này đã buộc nghi phạm phải bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Nissan màu đen. Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng thiết lập hàng rào bảo vệ và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho ông Trump và khu vực xung quanh. Các cơ quan chức năng đã phản ứng ngay lập tức sau sự cố ám sát hụt nhằm vào ông Trump. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Martin đã nhanh chóng triển khai lực lượng để bắt giữ nghi phạm ngay trên đường cao tốc Interstate 95 ngay sau khi sự việc xảy ra. Ông Trump được xác nhận an toàn và đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách kịp thời. Trong khi đó, các nhà điều tra đã khẩn trương vào cuộc để thu thập bằng chứng từ hiện trường. Họ đã tìm thấy một số vận dụng quan trọng của nghi phạm, bao gồm hai chiếc ba lô và một camera GoPro bị bỏ lại tại khu vực xảy ra sự cố. Những vật dụng này hiện đang được xem xét kỹ lưỡng để giúp làm sáng tỏ động cơ và kế hoạch của nghi phạm. Hiện trường vụ việc đang trong tình trạng rất căng thẳng, với sự hiện diện dày đặc của các phương tiện thực thi pháp luật. Các đặc vụ của cảnh sát trưởng quận Palm Beach cùng với cơ quan mật vụ Mỹ đã được phân bố tại các điểm quan trọng xung quanh sân golf để bảo vệ khu vực và đảm bảo an toàn. FBI đã tham gia vào cuộc điều tra và chính thức phân loại sự cố này là một vụ ám sát hụt. Ngay sau vụ án sát hụt nhằm vào ông Donald Trump tại sân golf ở bang Florida, các cơ quan an ninh đã phản ứng nhanh chóng và bắt giữ nghi phạm ngay khi đối tượng đang trong quá trình bỏ trốn. Nghi phạm đã bị chặn trong một cuộc bắt giữ căng thẳng, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại câu lạc bộ golf ở West Palm Beach. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng khi các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và kiểm tra khu vực để đảm bảo an toàn và thu thập bằng chứng. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy tình trạng giao thông đông đúc tại khu vực nơi nghi phạm bị bắt giữ. Theo thông tin từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường, giao thông đã bị tạm ngừng khoảng 2 giờ sau sự cố khi FBI, các đặc vụ thuộc cơ quan mật vụ Mỹ và cảnh sát bang gấp rút di chuyển qua các phương tiện đang bị kẹt lại. Họ đã làm việc khẩn trương để tập trung vào việc bắt giữ nghi phạm và xử lý tình huống tạo ra một cảnh tượng căng thẳng và hỗn loạn trong khu vực. Nhà trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris đã được báo cáo về vụ việc và họ đều cảm thấy nhẹ lòng khi biết ông Trump vẫn an toàn. Sự cố ám sát hụt này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi ông Donald Trump bị bắn tại một buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, dẫn đến một vết thương nhẹ ở tay phải của ông. Những người ủng hộ ông Trump đã nhanh chóng tuyên bố rằng, với việc ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò so với bà Kamala Harris, các thế lực cầm quyền có thể đã thực hiện các biện pháp cực đoan hơn. Để ngăn chặn Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, họ nghi ngờ rằng các vụ tấn công và âm mưu ám sát đang được sử dụng như những thủ đoạn để ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và hạn chế cơ hội của Đảng Cộng Hòa. Vấn đề gì đã xảy ra trong việc bảo vệ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump? Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt lần thứ hai trong vòng hơn hai tháng qua một lần nữa khiến mật vụ Mỹ bị hoài nghi về khả năng bảo vệ những nhân vật quan trọng. Vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai xảy ra tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump tại West Palm Beach, Florida ngày 15 tháng 9 khi ông đang có mặt tại đây. Một nhân viên mật vụ đã phát hiện nòng súng chĩa ra từ một hàng rào cách nơi ông Trump đứng khoảng 300 đến 500 mét. Cảnh sát sau đó đã nổ súng và bắt giữ nghi phạm. Mật vụ Mỹ lại bị hoài nghi. Sơ mật vụ đã tăng cường đáng kể lực lượng bảo vệ ông Trump sau khi bị chỉ trích dữ dội vì vụ ám sát hụt cựu Tổng thống ở Butler, Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Khi đó, tay súng đã bắn viên đạn sượt qua tai ông Trump, khiến ông bị thương nhẹ. Cựu tổng thống thừa nhận đã đối mặt với cái chết trong gang tấc và may mắn sống sót nhờ quay đầu đi kịp thời. Các mật vụ Mỹ đã ngăn chặn được vụ ám sát hụt hôm 15 tháng 9 trước khi đạn được bắn ra khỏi nòng. Theo các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, vụ việc cho thấy những cải tổ của sở mật vụ bao gồm triển khai thêm nhân lực, tăng cường thông tin tình báo thực địa có thể đã phát huy tác dụng một phần nào đó. Tuy nhiên, theo New York Times, việc một tay súng vẫn có thể mang một khẩu súng trường bán tự động có ống ngắm đến cách ông Trump chỉ vài trăm mét cho thấy các vấn đề đã xảy ra ở Butler cách đây hai tháng dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nó cũng cho thấy mật vụ Mỹ ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn lớn hơn trong môi trường chính trị khó lường và có xu hướng gia tăng bạo lực. Vấn đề lớn nhất mà mật vụ đối mặt trong việc bảo vệ ông Trump chính là việc lập ra một khu vực an toàn xung quanh cựu tổng thống để ngăn ngừa các mối đe dọa. Theo ABC News. Trong khi các mật vụ đang cố gắng giữ an toàn cho cựu tổng thống trong khi ông vận động tranh cử trên khắp đất nước, tổ chức các cuộc meeting thu hút hàng nghìn người tham gia, thì việc bảo vệ khi ông không tham gia các sự kiện như vậy hoặc khi ông xuất hiện tại các câu lạc bộ và dinh thự dường như ít được chú ý. Không giống như các cựu tổng thống và những nhân vật quan trọng khác thường sống trong các dinh thự riêng có hàng rào cao hoặc trong các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi ở của ông Trump là câu lạc bộ mar lago ở Palm Beach câu lạc bộ mở cửa cho các thành viên đóng phí và những người này thường xuyên giao lưu hay dùng bữa với cựu tổng thống. Đứng từ ngoài hàng rào có thể nhìn thấy người chơi golf bên trong câu lạc bộ của ông Trump là điều mà nhiều người đã biết đến từ lâu. Khi ông Trump còn là tổng thống, các nhiếp ảnh gia vẫn thường chụp được hình ảnh ông trên sân cỏ nếu tìm được vị trí thuận lợi. Vấn đề gì đã xảy ra trong việc bảo vệ cựu tổng thống? Việc ông Trump tới sân golf ngày 15 tháng 9 không nằm trong bất kỳ lịch trình công khai nào nhưng người ta vẫn thường thấy ông chơi golf vào những ngày không vận động tranh cử. Trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 9, Cảnh sát trưởng quận Palm Beach, ông Rick Bressor cho biết vì ông Trump không còn là Tổng thống đương nhiệm nên các biện pháp an ninh xung quanh sân golf đã được nới lỏng. Ông ấy không phải là Tổng thống đương nhiệm. Nếu ông ấy còn tại nhiệm, chúng tôi đã bao vây toàn bộ sân golf này. Nhưng vì ông ấy không còn tại nhiệm nên an ninh của ông ấy chỉ giới hạn ở những khu vực mà cơ quan mật vụ cho là có vấn đề an ninh, Ông Bresson nói với các phóng viên. Ông Bresson cho rằng lần tới nếu ra sân golf, ông Trump sẽ cần có thêm các lớp bảo vệ xung quanh. Trong một email gửi cho đội ngũ chiến dịch vào tối 15 tháng 9, các cố vấn cấp cao Chris LaCivita và Susie Wise đã ghi nhận công lao của mật vụ trong việc bảo vệ ông Trump. Cựu Tổng thống Trump và mọi người đi cùng ông đều an toàn nhờ công lao của mật vụ Mỹ, các cố vấn Chris LaCivita và Susie Wise viết trong thư. Các nghị sĩ của cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều ghi nhận mật vụ Mỹ đã phản ứng nhanh trong sự việc hôm 15 tháng 9, nhưng họ cũng tuyên bố sẽ điều tra về vòng bảo vệ mà mật vụ Mỹ thiết lập xung quanh cựu tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, cho rằng các cuộc điều tra của thượng viện về những sai sót an ninh ở Butler đã nêu ra vấn đề về quản lý yếu kém trong bộ an ninh nội địa, cơ quan giám sát sở mật vụ. Vụ ám sát hụt lần thứ hai chắc chắn phải được chú ý và xem xét kỹ lưỡng nghị sĩ đảng Dân Chủ Richard Blumenthal, chủ tịch tiểu ban thượng viện phụ trách điều tra vụ việc ở Butler, cho biết. Michael Machanga, một cựu mật vụ từng bảo vệ Tổng thống Barack Obama, cho rằng sở mật vụ này nên nghiêm túc cân nhắc trao cho cựu Tổng thống trong một cơ chế bảo vệ tương đương, hoặc ngang bằng với Tổng thống Mỹ và gọi các vụ ám sát hụt trong hai tháng qua là chưa từng có. Phó tướng ca ngợi ông Trump sau vụ suýt bị ám sát. Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D. Vance ca ngợi tinh thần tích cực của ông Trump sau vụ cựu tổng thống suýt bị ám sát ở Florida. Tôi mừng vì cựu tổng thống Donald Trump vẫn an toàn, J Vance đăng trên mạng xã hội ít ngày 15 tháng 9. Tôi đã trò chuyện với ông ấy trước khi thông tin được công bố và thật đáng kinh ngạc là ông ấy vẫn giữ tinh thần tích cực. Trước đó, các mật vụ bảo vệ ông Trump trên sân golf Trump International ở West Palm Beach phát hiện nòng súng nhô ra khỏi hàng rào cách cựu tổng thống khoảng 275 đến 460m và lập tức bắn ít nhất 4 phát về phía nghi phạm nghi phạm bỏ lại một khẩu súng kiểu AK47 có kính ngắm, ba lô cùng máy quay GoPro. FBI gọi đây là âm mưu ám sát và đã bắt kẻ tấn công trên xa lộ 95 sau khi ông ta bỏ trốn bằng ô tô. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết trong sự việc này, nhưng tối nay tôi sẽ ôm chặt các con mình hơn và cầu nguyện để bày tỏ lòng biết ơn, ông Vance nêu thêm. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik, thành viên cấp cao của đảng này tại Hạ viện, cảm ơn lực lượng hành pháp vì đã hành động kịp thời song cũng đặt câu hỏi về sự việc. Chúng ta phải tự hỏi làm cách nào mà sát thủ có thể tiếp cận cựu Tổng thống Trump gần như vậy thêm một lần nữa, bà cho hay. Vẫn chưa có câu trả lời cho vụ ám sát hụt kinh hoàng ở Pennsylvania và chúng tôi hy vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay ở Florida. Thống đốc Florida John DeSantis, người đảng Cộng Hòa, cho biết bang sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng. Người dân xứng đáng được biết sự thật về kẻ tấn công và cách hắn có thể tiếp cận cựu Tổng thống kiêm ứng viên đảng Cộng Hòa. Ông đăng trên X. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin người này là Ryan Wesley Ruth, 58 tuổi, đến từ bang Hawaii. Ruth có quá khứ bất hảo và là người ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine trong xung đột với Nga. Ông chăm nhanh chóng lên tiếng chấn an người ủng hộ. Tôi an toàn và mạnh khỏe. Ứng viên Đảng Cộng Hòa viết trong thư điện tử gửi những nhà tài trợ chiến dịch. Không gì có thể cản bước tiến của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Cựu Tổng thống Mỹ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tai. Nghi phạm Thomas Matthew Crook bị đội bắn tỉa của mờ. Ất vụ Mỹ bắn hạ khoảng 20 giây sau đó, nhưng việc tay súng có thể bắn 6 phát liên tiếp về phía cựu Tổng thống trước khi lực lượng tại hiện trường kịp phản ứng làm dấy lên câu hỏi về quy trình bảo vệ an ninh cho Trump. Kimberly Chito, Giám đốc Sở mật vụ Mỹ khi đó, đã từ chức và ít nhất năm đặc vụ cũng bị đình chỉ. Chito thừa nhận đây là thất bại lớn nhất của cơ quan này kể từ vụ Tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Chiến sự Ukraine ngày 16 tháng 9, Kiev thọc sâu ở Kursk, ăn miếng trả miếng với Nga. Nga chủ yếu phản công ở phía tây vùng Kursk trong khi Ukraine mở mũi tấn công mới khoét sâu vào Gluskova nhằm thu hút đối phương để giảm áp lực cho hướng tấn công chính. Nga và Ukraine ăn miếng trả miếng quyết liệt ở Kursk. Kênh Military Summary đưa tin giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ Ugoda, Vuleda ở miền đông Ukraine đến khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga. Một chi tiết quan trọng và nổi bật nhất trong tuần qua là việc lực lượng Kiev đang rút lui khắp mọi nơi. Mặt trận Kursk đang ngày càng trở nên năng động hơn. Các cuộc phản công của quân đội Nga, RFAF, chủ yếu diễn ra ở phía tây vùng Kursk. Tuy nhiên phía bắc và phía đông, giao tranh cũng vô cùng quyết liệt. Lực lượng Kiev tiếp tục khoét sâu vào Gluskova nhằm mở một mũi tấn công mới để thu hút đối phương, giảm áp lực cho hướng tấn công chính. Tại Kupiansk, hoạt động vẫn diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là xung quanh Sinkivka và Pichen. Tại ngôi làng Makivka, RFAF đã đột phá được một bước nhỏ dọc theo các cánh đồng ở phía Bắc. Trên hướng Pokrovsk, các hoạt động đã ít hơn trước trong những ngày gần đây. Ngôi làng Ukraine nổi lên thành tâm điểm chú ý, nơi quân đội Ukraine, AFU, bị bao vây và được cho là đang nỗ lực phá vòng vây để tháo chạy. Về phía Ugoda, Vuleda, những hình ảnh định vị địa lý mới cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí dọc theo các cánh đồng xa hơn về phía đông Vodian. Tại đây, thiết bị kỹ thuật của Nga đang sơ tán các xe tăng và xe bọc thép chở quân bị phá hủy hoặc hư hỏng. Quân đội Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công cha sốt ra. Mùa thu năm nay chắc chắn sẽ rất nóng bỏng. Bên cạnh đó, một số nguồn tin Ukraine báo cáo rằng hoạt động của RFAF gia tăng theo hướng Kherson. Hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy lực lượng Moscow đang tiến hành thêm các cuộc tấn công sau khi vượt sông Dnieper. Nga kiểm soát nhiều khu định cư tại Kurakhovsky và Toretsk. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow đang phản công mạnh trên khu vực biên giới Kursk và đẩy lùi các mũi xung kích của đối phương tại khu vực Luskova. Cụ thể, trong tuần qua, RFAF trong cuộc phản công quy mô lớn đã giành lại hàng chục khu định cư thuộc vùng Kursk, bao gồm Godipka, Snagost và Obukhovka. Đến giữa ngày 15 tháng 9, các video xuất hiện xác nhận việc Ukraine thất thủ tại làng Boki, quận Satsansky. Mục tiêu cuối cùng của lực lượng Moscow là con đường xanh, hay chính xác hơn là đường cao tốc Rinsk ra đi qua nó. AFU đã cố gắng ngăn cản bước phát triển xa hơn của Nga và tấn công vào quận Gluskova lân cận. Theo hướng Kurakovsky, RFAF đã đánh bật đối phương khỏi Ukraine. Điều này được thực hiện sau khi họ đột nhập vào thành phố từ phía nam và hội quân trong trung tâm thành phố với các đơn vị bạn tấn công từ Lysovka. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã kiểm soát Zelenopovo và giành được chỗ đứng trên khu vực ngoại Ogoniak. Tại Torres, binh sĩ Nga đã chiếm giữ bãi thải của mỏ Novaza, tiểu khu số 1 và X2. Trong khi đó, gần Ugoda, họ đã chính thức kiểm soát Vodian. Bakhmut Ukraine mất vị trí ở Kalinovo và Kleschivka. Theo kênh Raiba, tại Bakhmut, Atomos, lực lượng Markova đang thọc sâu vào hàng phòng ngự của đối phương trên nhiều khu vực cùng lúc. Các đơn vị của Nga đã tìm cách mở rộng vùng kiểm soát cả khu vực Grigorovka lẫn phía Bắc và phía Tây Kleschivka. RFAF đã đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi một số vị trí phía Bắc Zelznodorozny, Zalizniansky, hồi sinh khu vực đóng băng của mặt trận. Dựa trên các đặc điểm địa lý của khu vực và thông tin từ nhiều nguồn, có thể nói rằng hiện tại, bước phát triển của quân đội Nga lớn hơn đáng kể so với những gì có thể xác nhận bằng các cảnh quay hiện có. Ở Tây Nam Grigorovka, lực lượng Markova đã đạt được tiến bộ đáng kể, kiểm soát một khu rừng và cắt đứt một trong những con đường dẫn đến ngôi làng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát khu định cư. Ở phía Nam, RFAF vượt qua kênh Seversky Donetsk, Donbass và giành được một phần đáng kể Kalinovo, củng cố vị trí trong các tòa nhà chung cư. Ngôi làng đã trở thành địa điểm giao tranh ác liệt do tầm quan trọng của nó đối với lực lượng Kiev. Việc Nga chiếm giữ các vị trí trong khu vực này sẽ cho phép họ tiến hành một cuộc tấn công về phía nam, vượt qua các chiến tuyến của đối phương tại tiểu khu Oktyabsky thuộc thành phố Chasovia. Lực lượng Moskva đang dọn sạch các vị trí Ukraine một cách có phương pháp, sử dụng mọi phương tiện sẵn có một binh sĩ Nga đã tập kích cứ điểm của Ukraine nằm trong một đường ống dưới cầu đường sắt bằng cách ném chiếc ba lô có chứa mìn chống tăng vào bên trong. Bất chấp mối nguy hiểm nhất định khi sử dụng mìn chống tăng theo cách này, chiến thuật này ngày càng trở nên phổ biến trong các nhóm xung kích Nga. Ở Tây Bắc Kreschivka, Bộ Chỉ huy Nga đang tiến hành một cuộc tấn công với mục đích đánh bật đối phương khỏi bờ trái và tiến tới lòng kênh trên một mặt trận rộng lớn. Trong loạt trận chiến, RFAF đã đánh bật đội hình Ukraine ra khỏi một số vành đai rừng. Bây giờ họ phải đối mặt với nhiệm vụ tấn công các vị trí của AFU trong khu rừng phía Tây, kiểm soát những vị trí cần thiết để vượt kênh ở một số nơi. Đồng thời, lực lượng Markova thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự phía sau phòng tuyến của đối phương. Hôm 14 tháng 9, không quân Nga đã tập kích một kho vận chuyển ở Konstantinovka. Theo một số thông tin, cơ sở này được sử dụng làm căn cứ sửa chữa và lưu trữ các thiết bị của AFU. Diễn biến mới trên hướng Pokrovsk cho thấy có lẽ Ukraine đã rút bớt quân từ hướng Kursk về đây để mở một cuộc phản công giành lại Krasnyi IR và Kruti IR. Quân đội Nga được cho là đã tạm thời rút khỏi hai nơi này, tuy nhiên hướng phát triển của AFU lại trở thành thế bị bao vây ba mặt, rất dễ bị tiêu diệt toàn bộ. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật đã xảy ra 137 cuộc giao tranh, với số lượng trận chiến lớn nhất xảy ra trên hướng Pokrovsk và Kurakhovsk. Báo cáo có đoạn, Nga đã thực hiện 56 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 83 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 428 UAV và tiến hành gần 2.800 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Severus, Kramatorsk, Toretsk, VIAI Moskvi và Dnipro. Tại Pokros, Nga đã tấn công 34 lần. AFU đã đẩy lùi 31 cuộc tấn công, 3 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Trong ngày, 230 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa theo hướng này, trong đó có 89 người thiệt mạng. Theo hướng Kurakhovsky, đối phương cũng thực hiện 34 nỗ lực đột phá qua hàng phòng thủ của Ukraine. 27 cuộc giao tranh đã hoàn thành và 7 cuộc khác vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cho hay. Deep State, Nga đã tiến gần Ugoda. Các nhà phân tích thuộc kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 16 tháng 9. Lưu ý rằng, quân đội Nga đã có những bước tiến được ghi nhận gần các khu vực đông dân cư của vùng Donetsk, đặc biệt là gần Ugoda. Báo cáo viết, đối phương đã có những bước tiến gần Kolesnikovka, Katerinovka, Vodianoi, Ugoda, Spurnow và Ukrainsk. Ông Zelensky nói về các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Faris Zakaria, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn chưa có sự cho phép của Mỹ để tấn công bằng vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng Moscow đã rút máy bay của mình ra xa hơn. Ông nói, "Chúng tôi đã họp với các quan chức, nghĩ, tôi đã nói, chúng tôi đã chờ quá lâu. Bây giờ Nga đã bắt đầu rút máy bay của mình khỏi phạm vi 100 km, 150 km." 300 đến 500 km. Sau đó, tôi sẽ nói với các bạn rằng bây giờ chúng ta cần thêm giấy phép. Khi được nhà báo hỏi liệu Kiev đã nhận được sự cho phép của Washington để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay chưa, ông Zelensky trả lời, chưa, vẫn chưa. Trước đó, theo Reuters, ban đầu Ukraine đã yêu cầu Mỹ nhất trí cho họ sử dụng tên lửa ATAC-MS tầm xa để tấn công các căn cứ không quân của Nga nhưng hiện các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự của Nga, các kho nhiên liệu và vũ khí và các khu tập trung quân đội đã được Moscow và sơ tán. Vào ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận trong một cuộc họp với các quan chức Mỹ cấp cao, ông đã đệ trình một danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công bằng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ. Tính toán của Nga khi điều binh phản công quyết liệt ở Kursk Nga hiện đã phát động một cuộc phản công lớn ở khu vực Kursk hơn một tháng sau khi Ukraine đột kích khu vực này. Các nhà quan sát cho rằng cuộc phản công của Nga dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Ukraine đã phát động chiến dịch đột kích táo bạo vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8, có tên gọi chiến dịch crepus mở ra một mặt trận mới. Tuy vậy, quyết định mở rộng tiền tuyến của Ukraine vào một khu vực xa xôi của Nga đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt là vào thời điểm mặt trận Ukraine ở Donbass đang chịu áp lực cực đại. Giới quan sát cho rằng, mặc dù chiến dịch Krepos gây bất ngờ về mặt tác chiến và được coi thành công về mặt chiến thuật đối với Ukraine, nhưng cho đến nay, nó vẫn chưa đạt được bất kỳ đòn bẩy quyết định nào để ngăn chặn sự các cuộc tấn công của Nga ở Donbass. Cuộc tấn công Kursk đánh dấu một thời điểm then chốt trong cuộc chiến, phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023 không đạt kết quả mong đợi khi Kiev không có đủ quân số và nguồn lực để công phá hàng phòng thủ vững chãi của Nga. Chính vì vậy, Ukraine hy vọng chiến dịch Krepos có thể giảm bớt áp lực cho các đơn vị đang đồn trú ở Donbass, cải thiện vị thế đàm phán của nước này, phơi bày những điểm yếu chiến lược của Nga và thay đổi cục diện xung đột. Nhưng Ukraine vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra. Phản ứng của Nga trước chiến dịch tấn công Kursk Tổng thống Putin không đưa ra bất cứ bình luận công khai nào trong vòng một tuần kể từ khi Ukraine tấn công Kursk. Trái lại, ông đã có chuyến công du cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Azerbaijan. Điều này cho thấy Nga muốn tập trung vào những mục tiêu khác quan trọng hơn. Nga vẫn tập trung vào mặt trận chính là Donetsk ở miền đông Ukraine, đẩy mạnh các cuộc tấn công và tiến gần đến thành phố chiến lược Pokrovsk. Markova đã tránh được bẫy chuyển hướng lực lượng từ Donbass sang Kursk, điều mà Kiev mong đợi. Tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Zelensky rằng chiến dịch đột kích Kursk sẽ là nền tảng thực sự cho một kết thúc công bằng cho cuộc chiến trong năm nay, dường như đã đi chệch hướng. Chưa kể các thiết bị quân sự và vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine từ tên lửa Javelin, Stinger, bệ phóng tên lửa HIMARS đến hệ thống tên lửa Patriot, xe tăng Abraham có thể bị Nga thu giữ hoặc phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Kursk. Một số nhà phân tích cho rằng, chiến lược của Ukraine đã mang đến những cơ hội mới cho Nga trong khi đi ngược với lợi ích của Ukraine. Thách thức đối với Ukraine Khi tấn công Kursk, các lực lượng Ukraine phải hoạt động ở khu vực mà họ chưa nắm rõ địa hình, điều này khiến nhiệm vụ của trở nên vô cùng khó khăn. Hầu hết các đơn vị tham gia chiến dịch Kursk đều được điều động từ những khu vực mà họ đã quen thuộc trong hơn 2 năm qua. Điều này đã tạo ra khoảng trống lớn trong những tuyến phòng thủ mà Ukraine xây dựng bấy lâu nay trên lãnh thổ nước này. Trong bối cảnh tín hiệu GPS và điện thoại di động bị gây nhiễu, Ukraine đã dựa vào dịch vụ Internet Starlink nhưng dịch vụ này hoàn toàn không hoạt động ở một số khu vực nhất định tại Kursk, dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan về chỉ huy, kiểm soát và liên lạc. Việc thực hiện chiến dịch Krepost là một quyết định gây tranh cãi vào thời điểm Ukraine đang phải vật lộn để bảo vệ các thị trấn và thành phố quan trọng ở phía đông đất nước. Chiến dịch này khiến Kiev bộc lộ nhiều điểm yếu hơn. Tính toán của Nga khi thực hiện cuộc phản công Nga hiện đã phát động một cuộc phản công lớn ở khu vực Kursk hơn một tháng sau cuộc xâm nhập của Ukraine. Nga tuyên bố đã chiếm lại 10 khu định cư trong cuộc phản công này. Trái lại, Tổng thống Zelensky cho rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine. Moscow điều động gần 30.000 binh sĩ vào khu vực Kursk, với nhiều đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt hơn tới Kursk. Lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov cũng cho biết lực lượng đặc nhiệm Chechnya đã có mặt trong khu vực. Giới phân tích cho rằng Nga đang khiến quân đội Ukraine và vũ khí, trang thiết bị của họ bị xa lầy tại Kursk để có thể mở rộng hoạt động ở Donetsk. Gọng kìm đối với Ukraine có thể bị siết chặt hơn trong những ngày tới vẫn còn phải xem xét liệu cuộc phản công hiện tại của Nga có phải là bước đầu tiên nhằm tiến tới một cuộc phản công toàn diện hay chỉ là nỗ lực thăm dò thực địa cho một chiến dịch khác trong tương lai. Bất kể ý định của Nga là gì, cuộc phản công ở khu vực Kursk chắc chắn sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với sức ép lớn tại thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Nếu Nga thành công trong việc giành lại lãnh thổ của mình, họ có thể tước đi của Ukraine một con át chủ bài quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tương lai nào đồng thời thay đổi quan điểm cho rằng chiến dịch tấn công Kursk là một thành công lớn đối với Ukraine hoặc một động lực tinh thần cần thiết khi tình trạng thiếu hụt nhân lực và thiết bị tiếp tục đeo bám Kiev. Các nhà quan sát đánh giá, chiến lược của Nga trong cuộc xung đột dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Moscow đã để Ukraine điều động lực lượng thiện chiến nhất cùng trang thiết bị do NATO cung cấp vào khu vực Kursk, khiến đối phương bị mắc kẹt tại chảo lửa này, sau đó mới tìm cách khép chặt vòng vây. Song song với đó, Nga đã gia tăng cường độ tấn công tại Donetsk, nơi mà các điểm yếu của Ukraine bị phơi bày. Việc mất thiết bị và nhân sự quan trọng trong cuộc tấn công Kursk có thể cản trở khả năng triển khai các hoạt động quy mô lớn trong tương lai của Ukraine. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Do chiến ác liệt ở Kursk, Nga phản công gây thiệt hại lớn cho Ukraine. Hơn một tháng sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch đột kích lớn vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc phản công mạnh mẽ để giành lại hàng trăm km vuông lãnh thổ mà họ đã mất. Do chiến ác liệt ở Kursvan chưa rõ hiệu quả của cuộc phản công, song có dấu hiệu cho thấy Nga đang thực hiện mọi nỗ lực để đẩy lùi Ukraine tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã giành 10 khu định cư trong hai ngày qua ở khu vực xung quanh Snagos. Thị trấn này nằm ở sườn phía tây của vùng đất mà Ukraine chiếm giữ. Tuyên bố này gần như trùng khớp với những thông tin trong bản đồ hoạt động do nhóm tình báo Deep State của Ukraine lập ra. Bản đồ cho thấy lực lượng Nga đã đột phá qua nhiều khu vực, di chuyển khoảng 6 km về phía nam từ Korenevo đến Snagost. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận rằng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc phản công nhanh chóng nhưng chưa đạt được thành công đáng kể, theo Kyiv Independent. Ở hướng Kursk, Nga đã bắt đầu cuộc tấn công nhanh chóng và họ muốn triển khai khoảng 60.000 đến 70.000 binh sĩ ở đó. Cuộc phản công diễn ra phù hợp với kế hoạch của Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh. Một sĩ quan Ukraine nói rằng cuộc chiến rất khốc liệt và tình hình hiện không có lợi cho chúng tôi. Ban đầu, Nga phòng thủ khá mỏng tại cơ sức. Điều này đã giúp Ukraine nhanh chóng bứt tốc trong chiến dịch đột kích và giành quyền kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ. Nhưng sau đó, Nga bắt đầu điều động thêm binh sĩ và thiết bị vào khu vực này. Các đơn vị này bao gồm Trung đoàn tấn công đường không số 56 ở phía Tây, lữ đoàn bộ binh hải quân số 810 ở phía bắc, lữ đoàn tấn công độc lập số 11 ở phía đông, trung đoàn súng trường cơ giới số 488 và lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 ở phía đông nam, theo Deep State. Nga cũng tăng cường các cuộc không kích. Giao tranh trở nên ác liệt hơn và hoạt động của Nga đã chuyển thành một cuộc phản công toàn diện. Nga nỗ lực đánh bật quân Ukraine Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK, Ukraine vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lui. Các lực lượng Nga tiếp tục phản công trên khắp tỉnh Kursk nhưng chỉ đạt được những thành quả nhỏ. Có thể là do các hoạt động tấn công và phản công phòng thủ liên tục của Ukraine trong khu vực, đánh giá mới nhất của kép lưu ý. Ngoài việc tăng cường tập kích các đơn vị Nga đang tiến quân, Ukraine đã mở một mặt trận mới, tiến qua biên giới vào thị trấn Tekino của Nga, ISW cho biết. Theo kép Ukraine muốn di chuyển về phía đông qua Tekino. Trong khi đó, Hàng nghìn binh sĩ Nga được cho là đang bị mắc kẹt ở phía nam sông Sêm sau khi Ukraine phá hủy ba cây cầu quan trọng trong khu vực. Các cuộc tấn công của Ukraine vẫn tiếp tục khi Nga cố gắng xây dựng các cây cầu phao bắc qua sông Sêm. Các nguồn tin của Nga đưa tin, một đơn vị nhỏ của Ukraine cùng với các phương tiện cũng đang tiến về phía tây hướng đến Tekino. Lực lượng biên phòng của Nga cho biết tình hình hoạt động và chiến đấu vẫn còn khó khăn. Trong ngày 14 tháng 9, đối phương đã củng cố được vị trí của họ trong làng Noviput sau đó đối phương đã tiến về phía khu định cư voslov sử dụng một xe tăng và hai xe chiến đấu bọc thép nhưng cuộc tấn công đầu tiên đã bị đẩy lùi tối cùng ngày phía ukraine bắt đầu đào hào gần vosloyi tiếp tục các cuộc tấn công đối phương đang tích cực phá hủy uav của chúng tôi điều này làm phức tạp thêm hoạt động trinh sát và điều chỉnh pháo binh của chúng tôi lực lượng biên phòng cùng với các đơn vị của bộ quốc phòng nga đang đẩy lùi các cuộc tấn công của ukraine các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra Quân đội Ukraine cho biết các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới phía nam tỉnh Kursk đang trở nên ác liệt hơn. Sự kháng cự và đà phản công của Nga đang làm chậm bước tiến của Ukraine. Trả lời phỏng vấn của New York Times, Yuri, một binh sĩ Ukraine, nói rằng Nga đã tăng cường kháng cự, triển khai nhiều máy bay không người lái, nhiều đạn pháo hơn, thậm chí cả tên lửa chống tăng có điều khiển để đối phó Ukraine. Tình báo của nước này cũng hoạt động rất tích cực. Khi một phương tiện của Nga di chuyển ra ngoài, pháo binh của Ukraine sẽ bắt đầu khai hỏa ngay lập tức. Nhiều binh sĩ Ukraine đã đặt câu hỏi về quyết định tiến hành chiến dịch xâm nhập Kursk, trong khi họ phải gồng mình bảo vệ các thị trấn và thành phố quan trọng ở phía đông. Và xin, binh sĩ Ukraine nói với CNN rằng tình hình chiến trường sẽ ngày càng khó khăn hơn. Sẽ có nhiều hỏa lực pháo binh hơn cùng với những trận chiến lớn và dữ dội. Nga đang huy động thêm rất nhiều binh sĩ và pháo binh. Đã có rất nhiều binh sĩ Ukraine bị bắn hạ và nhiều thiết bị bị phá hủy. Với tốc độ gió mạnh nhất lên đến 151 km/h, bão Bebinca đã đổ bộ vào thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào sáng 16 tháng 9 và trở thành cơn bão mạnh nhất trong vòng 7 thập kỷ tấn công khu vực này. Cụ thể vào 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương, cơn bão Bebinca đã đổ bộ vào thành phố 25 triệu dân với tốc độ gió mạnh nhất lên tới 151 km/h gần tâm bão. Cơ quan chức năng nhận định đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria vào năm 1949, trước đó hôm 15 tháng 9, chính quyền Thượng Hải đã dừng các tuyến giao thông, triệu hồi tàu thuyền và đóng cửa các điểm du lịch, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng Disney để chuẩn bị ứng phó với bão Beibinka. Bên cạnh đó, tất cả các chuyến bay tại hai sân bay chính, Phố Đông và Hồng Kiều của Thượng Hải bị hủy bỏ từ 20 giờ tối 15 tháng 9 do ảnh hưởng của bão Beibinka. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Bắc Kinh, Bão Bebenka dự kiến gây ra những trận mưa như chút nước từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Một cuộc họp khẩn cấp cũng đã được tổ chức để xem xét và triển khai công tác kiểm soát bão lũ ở các khu vực trọng điểm. Theo cơ quan chức năng, bão Bebenka là cơn bão thứ 13 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cục khí tượng Thượng Hải đã ban hành phản ứng khẩn cấp, cấp độ 1 là cấp cao nhất trong hệ thống 4 cấp độ hôm 15 tháng 9. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng ban hành phản ứng khẩn cấp, cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Bộ này cho biết thêm mực nước của một số con sông vừa và nhỏ trong khu vực dự kiến vượt quá ngưỡng cảnh báo. Theo dữ liệu được ghi chép, cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Thượng Hải trong những thập kỷ gần đây là Gloria năm 1949. Cơn bão này có sức gió giật 144 km/h. Gần đây nhất, vào năm 2022, Thượng Hải bị đe dọa bởi cơn bão mạnh Mui Pha nhưng sau đó đổ bộ vào thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang cách Thượng Hải khoảng 300 km. Xung đột giữa phong trào Hamas và Israel tại giải Gaza tới nay đã bước sang tháng 12. Tuy nhiên, hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận và giao tranh sẽ sớm chấm dứt tại vùng lãnh thổ này. Bất chấp sức ép từ quốc tế cũng như ngay tại Israel. Tối ngày 7 tháng 9, chiến dịch biểu tình quần chúng chưa từng có trong lịch sử Israel đã được tổ chức tại Tel Aviv và nhiều thành phố lớn khác để kêu gọi chính phủ lập tức tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Theo truyền thông Israel, trung tâm của chiến dịch biểu tình là đại lộ Begin, bên ngoài trụ sở của lực lượng phòng vệ Israel ở thành phố Tel Aviv. Các nhà tổ chức chiến dịch khẳng định cuộc biểu tình tại Tel Aviv có khoảng 500.000 người tham gia, là hoạt động biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất từ trước đến nay tại Israel. Ngoài Tel Aviv, biểu tình cũng đồng loạt được tổ chức tại các thành phố Jerusalem, Haifa với hàng chục nghìn người tham gia. Chúng tôi phải hét to lên rằng phải cứu họ ngay bây giờ. Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Hôm nay đã 11 tháng trôi qua và mới đây đã có 6 người chết trong đường hầm. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra nữa. Cuối tuần trước, khoảng 300.000 người cũng đã xuống đường biểu tình gây sức ép buộc chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Cuộc biểu tình được tổ chức sau khi quân đội Israel thông báo tìm thấy 6 thi thể con tin ở đường hầm của Gaza, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Israel về sự chậm trễ của chính phủ trong việc tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin. Nhiều lãnh đạo đối lập và gia đình các con tin cáo buộc Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm về cái chết của các con tin vì đã cố tình né tránh tiến tới thỏa thuận để phục vụ các toàn tính chính trị cá nhân. Trong khi đó, khả năng đạt lệnh ngừng bắn dường như còn khá mong manh khi cả hai bên đều giữ lập trường của mình. Trong khi Hamas kiên quyết yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố quân đội nước này phải kiểm soát hành lang Philadelphia, giải đất quan trọng dọc biên giới Gaza Ai Cập, bao gồm cả cửa khẩu Rafah. Giám đốc cục tình báo trung ương Mỹ William Burns và giám đốc cơ quan tình báo Anh Richard Moore ngày 7 tháng 9 cho biết, họ đang làm việc không ngừng nghỉ để thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, mặc dù khẳng định thỏa thuận đã gần kề. Song, theo giám đốc cục tình báo trung ương Mỹ, các bên liên quan vẫn chưa thống nhất được một số vấn đề chủ chốt chúng ta phải nhớ rằng bất chấp tất cả những công việc cần phải làm đây cuối cùng vẫn là vấn đề về ý chí chính trị điều này liên quan đến câu hỏi là liệu các bên có sẵn sàng thừa nhận rằng chiến sự như vậy đã đủ rồi và đến lúc phải đưa ra một số lựa chọn và một số thỏa hiệp khó khăn hay không tôi hy vọng rằng các bên sẽ đưa ra quyết định đó Tính đến nay, cuộc xung đột kéo dài 11 tháng ở Gaza đã khiến khoảng 40.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương. Trong khi đó, tại Israel, 1.205 người thiệt mạng. Hầu hết trong số đó là dân thường. Trong bối cảnh triển vọng đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza còn mịt mờ, đại diện các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về cuộc xung đột ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trong khu vực. Sau hai ngày họp, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập cùng các đối tác, bao gồm cả Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Israel rút quân hoàn toàn khỏi giải Gaza, bao gồm cả hành lang Philadelphia và cửa khẩu Rafah bên phía Palestine. Theo nghị quyết được ban hành sau phiên họp, các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập đã bày tỏ lập trường kiên quyết bác bỏ kế hoạch hậu xung đột của Israel và quyền kiểm soát của nước này đối với bất kỳ khu vực nào ở Gaza. Nghị quyết nhấn mạnh rằng đường biên giới Palestine Ai Cập là khu vực có chủ quyền, không được phép xâm phạm. Đồng thời khẳng định việc cần phải vận hành cửa khẩu Rafah theo các quy tắc hiện hành và xóa bỏ mọi trở ngại đối với hoạt động tiếp cận nhân đạo một cách an toàn, đầy đủ và nhanh chóng thông qua cửa khẩu này. Nghị quyết cũng cho rằng những cáo buộc của thủ tướng Israel là nhằm biện minh cho việc từ chối rút khỏi hành lang Philadelphia cản trở các nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ, cũng như đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi các chính sách làm gia tăng căng thẳng của chính phủ Israel đối với người dân Palestine. Xung đột Gaza đang tiến gần mốc một năm. Một năm qua đã có hơn 17.000 trẻ Palestine và 11.000 phụ nữ đã bị giết. Đây cũng là năm mà cộng đồng quốc tế chưa có khả năng ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu và tang thương này, Cuộc xung đột này cần phải chấm dứt. Israel phải giúp quân hoàn toàn khỏi giải Gaza, bao gồm cả hành lang Philadelphia và cửa khẩu Rafah bên phía Palestine. Quân đội Israel đã kiểm soát hành lang Philadelphia, một vùng đệm rộng 100 mét và dài 14 km dọc biên giới Ai Cập-Gaza và cửa khẩu Rafah bên phía Palestine từ tháng 5 vừa qua, đồng thời ngăn chặn xe tải cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Cho đến nay, bất chấp sự phản đối của dư luận, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tuyên bố quân đội nước này phải ở lại hành lang Phía Phi. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng lực lượng Israel sẽ không rút lui, đồng thời nhắc lại rằng việc kiểm soát hành lang này rất quan trọng để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí trong tương lai từ Ai Cập vào Gaza. Tuyên bố của Israel được cho là đang đi ngược lại với quan điểm dư luận khu vực, trong đó có nước trung gian hòa giải là Ai Cập bởi Ai Cập đã nhiều lần tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia và yêu cầu trở lại nguyên trạng trước khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Ngoài sự tham dự của các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập, phiên họp lần thứ 162 của Hội đồng Liên đoàn Ả Rập cấp Bộ trưởng còn có sự góp mặt của các quan chức từ Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu, cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Tại cuộc họp, các đối tác kêu gọi chấm dứt xung đột do lo ngại nếu xung đột ở gaza không chấm dứt có thể lan tới cả khu vực bờ tây chính phủ israel đang cố gắng làm cho việc xây dựng một nhà nước palestine trong tương lai trở nên bất khả thi một mặt trận mới đang được mở ra với mục tiêu rõ ràng là biến bờ tây thành một gaza mới trong tình trạng bạo lực gia tăng làm mất tính hợp pháp của chính quyền palestine nếu không có hành động của cộng đồng quốc tế bờ tây sẽ trở thành một gaza mới cho đến nay, xung đột Gaza đã bước sang tháng thứ 12. Kể từ khi xung đột nổ ra, hoạt động di chuyển vào và ra khỏi Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine vốn bị phong tỏa từ hồi năm 2007, càng bị hạn chế nghiêm ngặt, buộc người dân phải tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục hoặc việc làm ở bờ Tây. Với việc xung đột tiếp tục lan rộng sang bờ Tây, cuộc sống của người dân Palestine càng thêm khó khăn. Trong khi đó, sáng ngày 11 tháng 9 tại thành phố Melbourne, Australia, hàng chục nghìn người biểu tình đã tập trung trước nơi diễn ra triển lãm quốc phòng lục quân quốc tế 2024 để phản đối cuộc xung đột tại giải Gaza và ủng hộ người dân Palestine. Cuộc biểu tình đã khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, giao thông đình trệ. Theo ước đoán của cảnh sát bang Victoria, Australia, có khoảng 25.000 người biểu tình đã tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm vào triển lãm quốc phòng lục quân quốc tế năm nay tại Melbourne. Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất tại đây kể từ cuộc biểu tình trước thêm diễn đàn kinh tế thế giới năm 2000, buộc chính quyền bang Victoria phải huy động hàng trăm cảnh sát chống bạo động từ khắp tiểu bang và treo quyền hành động theo đạo luật chống khủng bố để bảo đảm an ninh. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ thứ Sáu ngày 6 tháng 9 và diễn ra giải rác tại nhiều khu vực tại thành phố Melbourne nhằm phản đối cuộc xung đột tại giải Gaza và một số quốc gia đang tiếp tục bán vũ khí cho Israel người biểu tình từ nhiều nhóm hoạt động đến từ nhiều bang khác nhau của Australia, trong đó chủ yếu là nhóm nổi dậy Extinction Rebellion và nhóm sinh viên vì Palestine đứng ra tập hợp lực lượng, thành lập nhóm phản chiến tạm thời có tên Giải tán lục quân và tổ chức các cuộc biểu tình. Từ 6 giờ sáng ngày 11 tháng 9, các nhóm biểu tình đã tụ tập đông đảo trước trung tâm triển lãm Melbourne, nơi bắt đầu diễn ra hội nghị triển lãm quốc phòng lục quân quốc tế 2024 có sự tham gia của hơn 800 công ty công nghiệp quốc phòng Australia và quốc tế người biểu tình đã vây quanh lối vào trung tâm triển lãm, mang theo cờ Palestine, các băng rôn biểu ngữ phản đối chiến tranh, ủng hộ người dân Palestine và hô to các khẩu hiệu tự do cho Palestine. Căng thẳng bắt đầu leo thang khi trung tâm triển lãm mở cửa vào lúc 9 giờ, khi người biểu tình cố gắng ngăn cản người ra vào trung tâm và có các hành động quá khích, la hét khạc nhổ, ném đá, trứng và các vật thể lạ vào cảnh sát, đốt lửa, tạo hỗn loạn trên đường phố, các cuộc đụng độ bắt đầu xảy ra giữa những người biểu tình quá khích và cảnh sát chống bạo động, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vũ lực để giải tán và bắt giữ những người quá khích. Nhiều nhóm biểu tình cũng đã tổ chức diễu hành từ trung tâm triển lãm tới các khu vực thương mại thuộc trung tâm thành phố Melbourne. Các tuyến đường trong thành phố đã bị phong tỏa và cảnh sát buộc phải hộ tống các đại biểu vào trung tâm triển lãm và hội nghị Melbourne. Tại nhiều khu vực, người biểu tình đã ném thùng rác ra đường, đốt lửa và nhiều nơi phát sinh ra các tiếng nổ lớn. Giám đốc cảnh sát bang Victoria Anthony Cabins cho biết, cảnh sát Victoria cùng với sự hỗ trợ của các cảnh sát liên bang trên khắp cả nước đã được trang bị và lên kế hoạch ứng phó tốt để đối phó với những người biểu tình hỗn loạn và đảm bảo an toàn cho người dân. Hàng trăm cảnh sát khu vực và liên bang đã được huy động để tăng cường an ninh trước cuộc biểu tình được cho là cuộc biểu tình lớn nhất ở bang Victoria kể từ năm 2000. Thưa quý vị, nắng nóng gây gắt và lượng mưa thấp kỷ lục kéo dài nhiều ngày qua đang khiến không ít con sông ở thủ đô Belgrade của Serbia chuyển sang màu xanh ngắt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện tượng tảo nở hoa, vốn chỉ xảy ra khi nhiệt độ ấm lên bất thường và môi trường nước ô nhiễm. Con sông Sava ở thủ đô Belgrade những ngày qua bị bao phủ bởi một lớp tảo dày. Nhìn từ trên cao, tảo lan nhanh phủ kín mặt sông, vô tình biến con sông này thành một giải lụa xanh lục. Trái với vẻ bề ngoài có vẻ thơ mộng, đây lại là một cảnh báo nguy hiểm. Tảo nở hoa thực chất là hiện tượng sinh sôi và phát triển quá mức của tảo trong môi trường nước, thường xảy ra do thời tiết thay đổi bất thường, cụ thể là nắng nóng. Bên cạnh đó, nước tù động, lòng sông ô nhiễm và các tạp chất trong nước thải chưa qua xử lý cũng là nguyên nhân khiến tảo sinh trưởng mạnh mẽ. Hiện tượng này là tín hiệu nguy hiểm đối với môi trường sống của các loài động vật thủy sinh do tảo nở hoa tiết ra độc tố gây giảm oxy và có thể khiến nhiều động thực vật trong môi trường nước chết hàng loạt tảo nở hoa cũng được xem là dấu hiệu thảm họa đối với các tuyến đường thủy đây thực sự là một lời cảnh báo. Hãy xem thảm thực vật trên khắp thành phố đã khô héo như thế nào. Tất cả cây cối không có nước đều héo úa và chết. Chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa mới, không chỉ vì việc đốn chặt cây cối mà còn do biến đổi khí hậu đang hủy hoại các loài thực vật. Thông thường hiện tượng tảo nở hoa kéo dài trung bình từ 5 đến 10 ngày. Tuy nhiên với tình trạng nắng nóng kéo dài do biến đổi khí hậu, tình trạng này có nguy cơ diễn ra thường xuyên và trầm trọng hơn nếu không được can thiệp. Đến hẹn lại lên mới đây, hàng trăm vận động viên từ nhiều nước đã đến vùng Tyrol, miền Nam nước Áo để tham gia tranh tài cuộc đua Dolomitenman lần thứ 37 một trong những cuộc đua tiếp sức bốn môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới. Cuộc đua lần thứ 37 năm nay thu hút 120 đội đua, mỗi đội gồm 4 người. Theo quy định, các vận động viên cùng tiếp sức nhau thi đấu, với các nội dung lần lượt là chạy đường dốc lên dãy núi Dolomites với quãng đường dài 12 km, điều khiển du lượn qua khu vực có địa hình hiểm trở ở độ cao 2.441 m, đạp xe lên núi qua đoạn đường dài 19 km và treo thuyền kayak 8 km trên dòng nước chảy xiết. Với tổng thời gian hoàn thành các thử thách là 4 giờ 12 phút và 6 giây, đội Colin Top Sport Future gồm các vận động viên đến từ Italy, Đức, Colombia và Kenya đã xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục dành cho Nam. Đây là năm thứ hai liên tiếp họ đoạt giải này. Trong khi đó, đội Sport Hour for Angels, bao gồm hai vận động viên người Đức và hai vận động viên người Italy, đã giành ngôi vô địch ở hạng mục dành cho nữ với thành tích 5 giờ 16 phút và 40 giây.